từ các vua chúa, quý tộc thời Trung Cổ, cho đến hiện đại các đại gia. Họ nghĩ kỹ lớn nhất là sự chung thủy của đàn bà của họ. Cho nên ngoài những quy luật, tục lệ đặt ra để ràng buộc và khống chế phụ nữ, họ còn sáng chế ra những vật dụng để kiểm soát người đàn bà, cũng như để tránh và phòng ngừa tình dục vụng trộm của các bãi. Trong số đó, điển hình là dây đai trinh tiết. Những hình ảnh sau đây sẽ trình bày các kiểu xưa và nay của dây đai trinh tiết đó.